Trời mưa nha các bạn. Ở quê mình chuẩn bị bước vào mùa lục rồi. Thì khi mà video anh em tụi mình ra không đều thì mong các bạn thông cảm. Anh em mình sẽ cố gắng hết sức. Cái đây là mình nói trước cho mọi người cho thời tiết bây giờ nó quá là ghê gớm luôn. Sáng tụi mình thức dậy là hầu như là mưa lúc nào cũng to đó. Thì một cái niềm vui nha các bạn, là sau khi anh em mình khuyên bảo thì Hiến nó cũng đã quay về với anh em mình. Nó cũng nói là thôi anh em mình quay thì quay, đừng có nói nhiều về cái giới tính của nó, hãy xem nó là như một người đàn ông bình thường. Đấy, nên là hôm nay là cũng nhờ Hiến nó về. Nên là anh em mình làm nhẹ nhẹ nha các bạn. Trời nó mưa to quá. Quên, mưa nhỏ quá, chứ mình nó to. Mọi người coi nè, chỗ mà hàng ngày anh em tụi mình làm bây giờ. Bây giờ mưa gió thì nghỉ mẹ ngày đi, mưa gió không bắt ra. Không em, mình phải làm được. Nhưng mà tụi anh ba là tụi anh nói em đã thông chưa? Đừng có buồn nữa, chuyện mà lấy vợ là chuyện bình thường, em xài cũng được đưa ba tụi anh. Mày cứ giờ mày đốt phá vậy, vàng bạc ai lấy? Mày lấy đi. Mày cứ xong mày chui đi vườn á. Rồi anh lên đầu tiên. Xong tao đút vô tủ quần áo. Mày núp đâu? Tư ấy, thằng Tư xong với nó yếu rồi. Mày thắng tụi kêu yếu mà. Đó. Yếu. Thằng Tư thì nó kêu nó bị tiểu đường. Anh em nào cái điện thoại BlackBerry cô ta mình nha. Thì hiện tại thằng Rìu nó đang kinh doanh BlackBerry nha các bạn. Bên đây siêu tầm cứ kinh doanh luôn, đụng cái bát đâu đụng. Cho nên anh em nào có thì mình giữ lại. Không đừng có đưa nó. Tại vì đưa nó là nó bán lại cho anh em tụi mình. Bán cái bia tu cũng có. Cũng bán cái anh trao đồ cũ. Em đi lên đó mấy ngày về em thấy ốm á, suy nghĩ quá trời. Suy nghĩ quá anh. Ra bờ suối mà anh uống ngồi đấy đâu có tiền đâu. Nhưng mà khổ lắm. Buồn nữa, gia đình thương em mới bác em lấy vợ, anh nói thiệt hả? Còn mà anh nói đâu? Lấy vợ đời chẳng mấy cho thương lấy vợ vậy. Ê. Sao ông đụng chạm biết không? Đừng có xúc phạm giới tính. Chưa tới dai mày đâu vậy? Đó. Chưa dai vậy? Chưa. Lờ theo qua đụng cái đó quấn mình rồi em. Lờ dai. Nè. Dạ. Được người anh em mà đang giới thiệu gái cho mày. Thôi làm lẹ lẹ. Mưa gió bằng nồi. Chưa. Thì giờ vô đứng coi tụi bay dưỡng rồi. Thì anh em tụi mình là sáng nay sẽ làm một cái điều anh em mình sẽ tuyên truyền trong mùa mưa nha các bạn, là anh em tụi mình sẽ thiết kế thời trang. Anh em tụi mình sẽ thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang cho bản thân mình. Đỡ mà đi làm đúng không các bạn? Ngày mưa ngày gió rồi anh em mình đi làm. Bây giờ anh em mình sẽ vào việc nha. Trời mới sáng đưa bì rồi đi đâu vậy làm rác à? Như đây. Trời ơi thương quá. Bình tĩnh. Sao em to gì vậy? Thôi ấy, anh em làm ấy bánh đi. Đồ suy nghĩ chứ gì? Là sao? Giờ nói lại lần nữa đi. Thiết kế cho mình một cái áo mưa đợi đi làm. Là ý là không thi thố hả? Cho vô vui thôi ê. Bắt đầu mai thi thố lại chứ. Không, thằng nào nhất có què đàng hoàng nam sĩ mà. Không, tiền thôi, tiền quỷ ra chứ. Không, tiền. Tiền. Mày nghĩ mẹ anh đổi sao mà mình tiền mày. Ôi. Gì hết chuyện trao nữa mày. Tự nhiên kêu đi rồi được. Đồ trà không dài. Chơi trà kêu không dài. Xung xung game. Rồi, ok, thấy điều cờ đẹp trai mấy bạn. Chào. Mình đang kêu gọi fan nữ nha mấy bạn. Mấy fan nữ inbox mình đang có tìm một tiếng ba em diễn viên nữ nha. Mình
thì cái dự án sắp tới mấy bạn, mấy em mà chưa chồng hay có chồng gì đại khái em được, nhưng mà yêu ngờ là được, biết biết lắng nghe và chia sẻ cứ inbox cho mình rồi mình không đây là mình nói thật luôn nha mấy bạn, tại vì anh em mình đang chuẩn bị cho cái làm cái series ấy nha mấy bạn. Mấy bạn cứ inbox riêng cho mình, fan nữ, kêu gọi fan nữ hỗ trợ ăn uống xe cộ rồi là tặng nơi hết nha mấy bạn. Nhớ nha mấy bạn. À, giờ đặt máy đi, coi mưa ướt này. Đồ mẹ miệt mài dữ vậy, mày làm gì đi không? Cái cổ. Chúng mày gì mà khéo tay lắm nha anh em. Là làm áo cánh dao hay là áo thường? Áo thường dương nha. Dũng áo dằn mẹ vậy mày. Mình thấy mấy anh em nó làm cái vẻ giống giống nhau nha mọi người. Vậy là cái tầm mà. Cái tầm nó không bằng mình vậy đâu. Cái đủ quá. Đồ. Dũng mấy con ấy không? Ủa ấy. Mẹ nó canh nào. Thật. Đúng là cái tầm mày không có cho nên mày suy nghĩ tới đó rồi giấy. Rồi cái sừng. Đồ, đây, đồ cái đây là thời trang. Đồ hả? Thời trang này. Ai út gì mà. Đồ quân ngựa dữ vậy. Đó. Mít trên. Lại đây, bây giờ đây nè. Bị hiền. Mít trên. Ăn nhân. Đồ, mẹ bệnh loạn luôn mẹ. Trời đó. Tính toán nghe. Cái gì đó. Mẹ nó tính từng giây đủ. Mấy người thông minh các bạn. Coi với người. Ê. Tao khi em được giải nhất rồi nè. Thấy không? Chưa đâu em. Rìu nó chưa ra mà. Nó đòi giải nhất kia điều. Còn nó. Đây. Nè, đúng là hai người đàn ông trung tốt của kênh. Lúc là hạ có sự điềm tĩnh riêng nha các bạn. Còn cái thằng bấm kia. Với cái thằng giấy này. Nó nôn với nó mẹ vô luôn. Gì mày? Tay ấy. Cái ngôi sao. Mẹ. Ai út mà. Gì vậy? Đây. Mẹ cái ngôi sao nữa đâu mày. Ngôi sao này sao chói nữa. Đột. Vậy là ngư bà thực hiện nhanh nhất là bé hiếu nha các bạn. Thôi giờ tao mình đặt tiếp tao mình. Ơi, anh đang làm gì anh đây? Đối với anh á, mọi cái anh đều hướng về mơ gái á. Mọi cái anh đều hướng về mơ gái á. Mơ gái, đâu làm gì vậy? Bí mật đúng không? Bí mật chưa được bật lý mọi người à. Phải là gái, đối với anh là quan trọng nhất. Xong tới tiền. Là không biết sao? Vợ anh cũng là gái mà, em điên xong nên mới đặt nó lên hàng đầu. À. Coi mặt bật gió này. Bật gió là gì bật gió? Vừa như vậy mày. Như con ma. Cho bác giấy mọi người. Còn tư này. Một người thiết kế thời trang rất là chỉnh chu nha mọi người. Đang nghiêm túc này. Nè. Anh Sten làm gì vậy? Anh Sten làm gì chút người biết à, Chưa đăng đồ à. Sao người biết em ơi? Sao người biết đúng không? Đừng. Vô cái quay đây. Mọi người ơi. Thì mấy chàng trai đấy đang thiết kế cho mọi người. Còn Mỹ Hiến làm dễ thương này. Dễ thương không mọi người? I love you.
tất cả mọi người nha. Fan hâm mộ Bi Hiến nào bình chọn cho Bi Hiến nha. Thương lắm đó. Thương mấy tục tân lắm đó. Nè nè. Nè nè. Nè nè. Mày bị điên à? Các thí sinh của chúng ta để chuẩn bị nha, mình lia như này cho mọi người coi thấy nha. Đó nào. Đấy. Mọi người thấy không? Nấp dội luôn. Như cục thịt vậy các bạn. Trần Dung ơi là thông minh nhất cái đêm mình nè các bạn. Dạ. Mà xong chưa? Xong, đừng hấu. Hấu là cuốn á. Anh em nó chờ mà, tôi cho anh mặc quần xịp liệp ngầu gốm quá đi. Lời. Ừ. Cậu áo chụp nè. Sao mày đi bao hương vậy? Mày bao hương giúp mày điều. Thiệt tình. Đúng. Để quay về sau đây tao ngồi trước. Mà nhiều chuyện quá, lên sau lên trước thì thằng nào xong mà lên nhanh con mẹ mày lên. Các bạn biết mấy giờ rồi không đây nè? Mấy bạn nghĩ sao bây giờ là 12 giờ trưa rồi, mày bây giờ từ sáng giờ nó cắt tóc rồi nó làm đủ thứ trò mà chưa thấy đâu rồi đâu á. Nhanh lên. Phần thi đầu tiên. Xin mời. Hoa hậu Lũ Lục Bé Hiên. Hoa hậu Lũ Lục Bé Hiên. Đừng có gì rồi. Vừa quay quay được không mẹ? Đồ. Bị loại kỹ thuật. Đồ. Giống giật anh Phong vậy mày. Rớt rớt rớt. Trừ một điểm, trừ một điểm. Bé Hiên, Mid Rain, mưa hâu. Bé Hiên, Mid Rain, mưa hâu. Mẹ mít mưa hâu. Mọi người nhớ ra đường á, mau mưa vô nha, mùa mưa tới rồi. Hãy bỏ cốc xe, hãy mang đi, hãy cho một bộ mưa đẹp nhất mọi người ạ. Thì em nhắn nhủ gì tới mọi người trong cái bộ đồ này? Thì bộ đồ này mình thiết kế, nếu ai đặt bộ đồ này thì alo Bi Hiến nha. Ừ. Thì Bi Hiến sẽ thiết kế cho 10 cái, mua 1 tặng 10. Đồ. Thì anh em nào cần thì Bi Hiến. Thích điếu ai dám đặt hả? Bộ đồ muốn đang làm anh mà xong nó vào. Mua 1 tặng 10. Nè đồ. Nè 1 cái rồi bán 1 triệu ấy. Hả? Lấy đi rẻ thôi, 5 bộ. Nhưng mình sẽ tặng thêm 9 bộ nữa nha mọi người. Đó, là xa lo mua sẵn. Xoay nhau, xoay nhau, xoay nhau. Đó. Wow. Mọi người hãy bình chọn cho Bé Hiến với mẹ số 0, 1. Và thí sinh thứ hai. Mít già bôi rồi. Mít chết rồi. Mít chết rồi. Thằng già bôi rồi. Xin chào các bạn. Được. Một nhân sói nữa đây. Mít chết rồi. Mình xin tự giới thiệu, mình là Mít Trend Hàng Phong Ba. Hàng Phong Ba. Cái ý nghĩa vậy mà kêu hay mày. Hàng Phong Ba ông biết không? No. Em em có thể nhắn nhủ tới mọi người qua bộ đồ này. À cái này ông biết cái ý nghĩa không? Ý nghĩa của Hàng Phong Ba không? Hàng là hàng. Phong là gió. Ba là tam. Gió tam là dám to. Gió tam là dám to. Hàng dám to. Thấy chưa? Rồi cái này nữa nha. Mình Phong Ba mình muốn lan tỏa là Phong, dù có Phong Ba bão táp, mình cái mặc lên cái bộ đồ này mình cũng không sợ ai cả. Đồ. Không sợ. Dù có mưa gió cỡ nào, Phong Ba bão táp đến đâu vẫn đứng lại. Hiên ngang đi tới phía trước. Yeah. Và cái sân này là gì? Là cái sân này là có nghĩa là mình sẽ hiểu học xong không? Cảm ơn. Bây giờ em lại kiếm sân lên đều. Thì bây giờ mình thiết kế cái sân này đỡ là mình hướng vào phía trước hướng như tàu ủi vậy nha. Và Mít
chết đuối. Miết chết đuối. Miết Miết Trên Hàng Phong 3 mã số 02. Tiếp theo, mít bán ớ. Mít bán ớ. Trời ơi. Tụi mày tao tao mẹ đây. Tao cuộc thi đó tụi mày nhào vô đây. Quay thì tao cho em vui. Thôi quay lại, quay lại. Mẹ mày là giống con me bên Indo quá mày. Mặt giấy tôi chết. Tôi chết đây. Mít chết đuối đi đây. Mày ném mít mít gì tao quên mẹ à? Mít mưa ngâu. Mưa ngâu, mưa ngâu. Đây là mưa. Và tiếp theo mít mưa, mưa là nước im lạnh chứ im ớt vào sau phần thi đó. Mít bán ớ. Mít bán ớ nha các bạn. Tại sao anh lại lấy ô ria chắc nãy giờ nửa tiếng đồng hồ á. Ria kelly tia nhưng mà tại sao anh lại lấy cái tên là mít bán ớ? Mưa gió ớ. Sao mưa bán ớ? Đèn đốt cho mưa mà ớ. Quên, anh quay hết phải. Cuộc thi của nó mà đâu mẹ. Thì nếu như mà anh em nào có bị quên có bán ớ hay là bị bơm hàng á thì đừng buồn, hãy mặc bộ áo mưa của mình là đúng. Sẽ năng lượng tràn trề. May mắn chị đó. Đó, thì mình là không ba nha các bạn. Mít bán ớ. Anh có gì kìa. Thì miền Trung của mình các bạn lúc nào năm nào cũng lụt lũ rồi, nói chung khổ lắm, nên thành ra cao cao lên chứ cái gì vậy. Thì miền Trung mình là miền Trung lũ lụt mà, nên thành ra là nó có nhiều điều nó khổ lắm các bạn. Anh em mình là muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi miền trên đất nước của Việt Nam mình là phải thương yêu dân miền Trung, đừng có ghét bỏ, đừng có kiêng kỵ dân miền Trung nha. Hay ai mà giỡn nào. Đây 03 mã số 03 bán ớ. Được, mày né mẹ nó lên. Không để sao mà cứ khom vậy. Không phải ninja rùa. Không phải, nó căng quá rồi, nó căng. Mày này. Và chúng ta cùng đến với Miss chết rồi. Đuối. Bạn ơi. Đồ. À giờ thoải mái hơn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sắp đến với. Ông ơi, ông quay gần lại đi. Nó nóng mà đồ mày này giờ nó lên hờ luôn. Là tới phần thi rất là đặc biệt nha các bạn. Mày là mít về quên mẹ đâu. Nó là mít đúc nha các bạn. Mít đâu. Rồi ok, mít đúc luôn. Trang trang phục của mình để dành cho tất cả mùa mưa này, mùa nắng này, tất cả giờ sinh đồ hội này. Mít đúc. Xin kính chào mọi người. Chào. Mưa ngâu, xin chào mọi người. Con này bữa mọi người này. À mưa giờ này. Bên này mình đây hai tụi bay đây đi cái bốn tao. Đây cầm lên chưa? Không, hai tụi bay đi theo đây. Cầm tay giờ này, hiểu không? Đó. Đồ xoay đây. Đồ mà của mẹ. Má, tao phần thi của con mít đúc đúng á. Mít đúc xin chào tất cả mọi người nha. Mít friend, mít đúc đúng không? Mã số 04. Rồi bây giờ thâu được rồi, mày gơ quá. Rồi mày có lời gì mày có lời gì mày muốn nói với khán giả? Mày nghe cái máy này thằng chó mà sao tao nói mày. Rút cái máy ra. Rút gì vậy? Bộ đồ của mình thiết kế nãy giờ là 45 phút nha mọi người. Trong thời gian ai cũng thấy. Ủa chắc mày quay gì cho mầm trên gà mày? Ai cũng thấy bộ đồ mày hết đó đều. Ủa chứ mày đây mà quay gì trong cái mặt tao vậy mày? Thời trang này nhưng mà sẽ có một thằng bựa hơn nữa. Mình không dám khám bựa. Có một thằng bựa đang xuất hiện sau lưng mình nữa nha mấy bạn. Nhưng mà mày là mít ren gì? Mình là mít ren mít đúc đi. Rồi mít đúc. Mít rớt. Mẹ mít đúc là cái gì? Mút đúc. Mút đít đây. Mút đít đây. Ôi trời ơi. Đồ mít ren gì gơ ghê đồ. Nghe gì mà quá hương dữ mày. Và đây là thí sinh cuối cùng
tròn. Cái khen, khen tròn. Khen tròn đâu? Tròn đâu? Khen tròn đâu? Khen tròn đâu? Thương mày đâu? Trời kia mày. Đây đây. Cái khen tròn tao mày phải lấy 30 mét. Đâu mày? Rồi nhanh đi lạnh quá đúng không? Coi chứ mày làm gì vậy thằng chết trâu. Chết đuối là nó cơ. Đột một phong cách là một, đây là một phong cách đến từ Campuchia nha các bạn. Sương gió bu đời ta kèm cái nấu ăn này mình. Anh em ta luôn kề vai sống nâng chung dân nhờ cái tình. Nhiều lúc khôn khó có mấy thằng chỗ nó bún nó chạy. Cái đồ ấm này phải chưa đồ ấm rồi. Ấy là ông anh lấy cảm hứng từ đâu mà anh làm ra được cái bộ áo mưa này? Thì mình là mít mơ gái, mình nói thẳng luôn à, là mình mong muốn những người phụ nữ Việt Nam mình ra đường mặc như thế này nè, đó anh em chúng ta có động lực sống. Phải cảm chúng mấy tình bệnh hoạn quá. Mà áo mưa vậy mà che cái gì? Che những cái nào cần che. Bé giờ cuộc thi tao hay cuộc thi của bé à, sao tự nhiên tụi nó ra đứng nó không khùng vậy? Chết đuối giờ mít đốt đây nè. Wow, ui trời, cái này là gì em bé? À mưa nhiều máu gì quá. Ê nhiều máu gì quá chút. Không mà chút cái tuần xe được tuần. Không mà chút được lên đây. Tuần xe được tuần ra nó hổ hết nó vui. Rồi sao rồi. Thì mình gọi tới mọi người là đã ra đường là phải ướt. Phải ướt. Mình là mít ướt ác. Mình là mít ướt ác. Mít ướt ác, số bao danh số máy 05. Khi mình đi ra đường nha các bạn là mình phải chịu ướt. Mình hòa vào những cơn mưa. Mình là người miền Trung mà nắng mưa không bao giờ làm mình chán. Năm cái mưa anh mất bằng cá hả? Trời, cái bằng cá mưa rồi. Mười cái luôn. Mít cũng tự rồi. Ok nha. Thì nếu mình đi ra đường mình phải ướt. Mình hòa vào những cơn mưa nha các bạn. Cho nên là mình mong muốn các bạn đừng sợ mưa. Ý là áo mưa đây nhưng mà nó không che mưa. Đúng. Thông điệp của cái này là dân chơi không sợ mưa rơi. Dân chơi không sợ mưa rơi. Ok. Thời trang của mình dùng trà đông đông tây nam bắc ấy lộn đông trùng hạ thảo ấy không, cùng mày đông trùng hạ thảo xuân hạ thu đông dùng được bốn mùa quanh năm tứ hải giai quân đỡ mình là đồ của mình là dùng đủ thứ tiện nghi chỉ có một cái bì đại bì chè của ông Trung sẽ xếp tới một cái áo áo mưa tiện lợi mọi người nhớ ủng hộ cho Tư nha. Bị hiến mà nó thích hơn mưa mà sao vậy nó biến thành bờ đơ thành nào cũng quýu 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 bệnh chào mày. Ờ, sao nó gớ quá thầy. Còn gọi đủ. Thầy mày em nữa kìa. Thầy không chơi mày sợ mưa tao mà. Thầy lộn mít giật bên trong. Cái bộ áo mưa này á, là bị hiện thiết cớ này. Nhớ nha mọi người, mua một tặng 10, cái lên 5.000 thôi, một cái thôi. Mua một tặng 10. Mít giật bên trong. Mày ghé em giật bên trong. Vì mùa mưa nó sắp tới over mình rồi nha các bạn. Mình cũng mong muốn là đợt mưa năm nay là nó anh em mình anh em mình mà cái đây là đỡ mong chờ thời tiết cầu nói ra kia. Mày mưa tới này. Nó đang lạnh. Đỡ anh em mình cầu cho mưa thuận gió hòa bà con miền Trung đỡ khổ nha các bạn. Mọi người hãy cầu nguyện cùng team mình nha. Rồi chết trâu, chết trâu, chết trâu, chết trâu. Chứ là mình sợ đừng ai chết trâu hết. Thì mùa mưa lũ cũng đã tới rồi nha các bạn. Mình cầu chúc sao mà bà con mình đi vượt qua cái mùa mưa bão này một cách bình an và thuận lợi nha các bạn. Và cầu mong đừng ai chết đuối giống như mình nha mình. Quá lộn. Nhắc gì cười mày. Là không có mình bị liều thôi nha mấy bạn. Cầu mong các bạn chúc các bạn mọi điều tốt lành. Vượt qua mùa mưa bão này nhiều nhất.
Rồi thì còn cuối cùng là tới mình thì bây giờ là nói chung là mùa mưa miền Trung mình á, nó là người dân ở mình thì cũng không có bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà ở những cái vùng khác các bạn thì nó là ngập lụt đồ, là nó rất là tổn hại kinh tế và này kia. Nói chung là mình cũng anh em tụi mình muốn làm một cái thông điệp đơn giản là mong mọi người á, nếu như mà thương miền Trung á thì mọi làm gì đều sẽ khạc gì mày. Thôi thì bây giờ là anh em mình đó là muốn đem một cái thông điệp là mọi người là hãy thương yêu miền Trung mình cho các bạn.